Hello, gia đình các bé xin chào tất cả quý vị. Lời đầu tiên, gia đình các bé xin kính chúc tất cả quý vị thật nhiều sức khỏe, ngày mới an lành, hạnh phúc. Hôm nay má mẹ của các bé làm bữa cơm chiều với cả nhà lá vườn đó quý vị. Gia đình của các bé xin mời quý vị bữa cơm chiều cùng với gia đình của các bé. Xin mời tất cả quý vị. Đây là những món cây nhà lá vườn nè quý vị. Rau má là nguyên thảo trồng nè. Đây là bông bí của bí vi cá. Ngọt lắm quý vị. Nguyên thảo xào là món xào. Còn này là cua lăn bột. Ở trong đây nấm với lại cua giả. Hôm nay Nguyên Thảo chuẩn bị cho nhà. Đây, hôm nay Nguyên Thảo cho gia đình ăn nè quý vị. Các bé thì có cơm. Ăn cơm với trứng chiên với lại rau với lại bí đỏ nữa. Còn cái này là Nguyên Thảo làm đồ chay. Nấm làm giống như là cua lăn bột chiên giòn đó quý vị. Ăn với lại rau sống, một rổ rau sống. Chấm nước mắm cũng ngon lắm đó. Rồi còn đây là cái canh rau má nhà Nguyên Thảo nè. Nguyên Thảo trồng rau má nè, đọc bí bông bí. Lucky sẽ chè nè. Rồi chào mọi người á. Nguyên Thảo trộn cho các bé chứ Nguyên Thảo cũng đều nếm hết rồi. Nếm coi có vừa không chứ không phải là cứ trộn là trộn đâu. Rồi xem má mi làm đó rồi ăn cho nó Ngoan nè. lắm. Lúc nào chơi là chơi, lúc nào giỡn là giỡn, phá là phá, rồi lúc nào ăn uống là nghiêm chỉnh, đàng hoàng lắm quý vị. Vô tụng kinh cũng vậy nữa, giờ thời nào là cái nào là ra cái đó chứ không phải là không biết gì đâu, biết hết á. Giỏi ha, ngồi chào má mi á. Mấy em chắc đói bụng rồi. Bắt đuôi đói bụng rồi con. Đây con gái nè, ăn đi con. Con chưa đi nè, ăn rồi con. Lucky xuống đây, CJ đây. Con ngồi xuống ăn đi. Giỏi. Giỏi ăn đi con. Thằng Lucky nó thích ăn bí với ăn rau. Nó không thích ăn cơm kìa, nó ăn cơm giống như dây kìa, nó má ăn bí ăn rau. Anh xin chơi ăn đi con. Anh làm sạch bí á nè, giờ ăn rau. Cái gì nào? Em xoay gì cho nó ăn rau. Đây bà ăn đi con. Anh chơi ăn nào. Giỏi kêu đi giỏi vậy á. Kêu đi ăn cơm, kêu đi thích ăn cơm. Ta đang cầm trứng. Ăn
cơm trứng, chị để cho ăn cơm trứng. Anh sẽ che chắc nha, chờ mấy mấy em ăn hết mấy ăn. Chị đi ra ăn đi con. Giỏi. Con gái đẹp ăn dữ ha. Con gái đẹp đó bụng à, siêu mẫu ăn dữ ha. Siêu mẫu. Con gái đẹp đó bụng à. Gái đẹp đó bụng. Ừ, con ăn nữa má mi cho biết. Rồi đây làm đây. Lucky làm sạch rau rồi. Bí hảo lắm ăn sạch. Ừ. À, để cho nó ăn cơm hết đi cho thêm bí nữa. Má mi cho một bí nè. Lucky nó thích cho nó ăn bí. Bí no cái hết ăn cơm. Nè con. Ăn bí nhiều nó thông minh. Nó thích ăn bí, nó thích ăn rau. Thằng này là bao nhiêu cũng hết hết á. Ê về ăn đi con. Giỏi. Cứ đi, ăn con. Nè về ăn đi con. Ê về có ăn bí không? Ê về đâu? Đúc nè. Lúc nào cũng vậy. Chờ mấy em ăn hết rồi mấy em. Đúc nó ăn nè. Wow. Đúc nó này nó ăn nè. Ê bà nhõng nhẽo hả? Chờ mommy lúc ăn hả? Giỏi. Ê bà. Giỏi nè. Dây á. Gái đẹp. Gái đẹp, gái đẹp nó điệu lắm. Bác Kỳ nè, ăn rồi con. Bác Kỳ đâu? Ăn xong chỉ ngồi vậy. Lùng ăn đi con. Nè, đút cho ăn nè, miếng trứng nè. Mày cái gì cũng kén hết trơn. Không ai hả? Hết rồi. Mà nói hết rồi đó, hồi rồi nó ăn, nó lấy người ta ăn hết rồi nó mới ăn. Nè của con bên đây nè, qua đây. Qua đây, qua đây ăn bên đây. Đẹp vậy hả? Bà đẹp vậy hả? Nè. Không muốn ăn gì? Ăn đi con. Ăn nữa không? Không ăn má mi dẹp, má mi ăn à. Mặt nó đẹp. Cái nhỏ này mắt nó lồi lồi nha quý vị. Chứ không phải Nguyên Thảo cột tóc nó mà bị chè chật mà nó giật mắt nó lên đâu. Có nhiều người vô bình luận Nguyên Thảo nói sao cột tóc nó chật quá vậy, con mắt nó lồi. Không phải con mắt nó vậy. Nguyên Thảo cột rộng chứ không có chật đâu. Mà con mắt nó vậy đó. Nó lồi lồi vậy đó. Mà càng khen nó đẹp á thì nó càng trợn lên nữa. Khen chị quắt đuôi. Nó đẹp rồi nó biết rồi quắt đuôi kìa. Đẹp vậy hả? Thôi coi cái đầu kìa, má mi cột tóc kìa đẹp chưa? Ở phía sau rồi đó, dài lên phía sau rồi đó. Điệu lắm á. Tóc đẹp quá vậy ta. Khen nó đẹp nó quắt đuôi kìa. Thằng Lucky nó thích ăn bí với ăn rau. Nó không thích ăn cơm kìa, nó ăn cơm nó nhơi nhơi kìa, nó má ăn bí ăn rau. Anh xin chơi ăn đi con. Anh làm sạch bí á nè. Giờ ăn rau. Cái gì nào? Em xoay gì để cho nó ăn rau. Ê bà ăn đi con. Anh chơi ăn nào. Giỏi. Kêu đi giỏi vậy á. Kêu đi thích, kêu đi ăn cơm, kêu đi thích ăn cơm. Ta ăn cơm trứng. Ăn cơm trứng, kêu đi thích ăn cơm trứng. Ăn sẽ chê chắc nha, chờ mấy em ăn hết mới ăn. Kêu đi ra ăn đi con. Giỏi.
Chà, con gái đẹp ăn dữ ha. Con gái đẹp đó bụng rồi. À, siêu mẫu ăn dữ ha. À, siêu mẫu. Con gái đẹp đó bụng mà. Gái đẹp đó bụng. Ừ, con ăn nữa mami cho biết. Lucky làm sạch rau rồi. Bí hảo lắm, ăn sạch. À, để cho nó ăn cơm hết đi, cho thêm bí nè. Mami cho một bí nè, Lucky nó thích cho nó ăn bí nè. Ăn bí no cái hết ăn cơm. Nè con. Kệ con thích ăn gì ăn, ngồi lên ăn đi. Ăn bí nhiều nó thông minh. Ngồi lên ăn. Nó thích ăn bí, nó thích ăn rau. Thằng này là bao nhiêu cũng hết hết á. Ê bà ăn đi con. Giỏi. Cứ đi, ăn con. Nè ê bà ăn đi con. Ê bà có ăn bí không? Ê bà đâu? Nó mới đút nè. Xì chè. Lúc nào cũng vậy, chờ mấy em ăn hết rồi mấy em. Đút nó ăn nè. Wow. Đó, đút nó này nó ăn nè. Đây bà. Đây bà nhõng nhẽo hả? Chờ mommy lúc ăn hả? Ừ. Giỏi. Nè. Đây bà. Giỏi nè. Giỏi dây á. Gái đẹp. Gái đẹp, gái đẹp nó điệu lắm. Bác kia nè, ăn rồi con. Bác kia đâu. Ăn xong chỉ ngồi vậy. Luôn ăn đi con. Nè, đút cho ăn nè, miếng trứng nè. Mày cái gì cũng kén hết trơn. Không ăn hả? Hết rồi. Mà nói hết rồi, nó hồi rồi nó ăn, nó lấy người ta ăn hết rồi nó mới ăn. Nè của con bên đây nè, qua đây. Qua đây, qua đây ăn bên đây. Rồi. Đẹp vậy hả bà, đẹp vậy hả? Nè. Con muốn ăn gì? Ăn đi con. Ăn nữa không? Con mong mami dẹp mami ăn à. Đến phiên mami ăn. Rồi, mấy em chắc thôi à. Thôi hả? Các bé ăn xong ngoan quá quý vị. Nè, lên đây nằm yên hết rồi nè. Dễ thương ghê chưa? Nhỏ này nó không nhảy lên, nó nằm đây. À, ngoan quá ha. Rồi, bà nó ngoan. Cái bà ngoan lắm luôn á. Em nào cũng ngoan hết á. À, ăn no rồi lên đây nằm quý vị. Đó. Cái bà không lên. Đây Nguyên Thảo, hôm nay Nguyên Thảo làm thức ăn quý vị ơi, thức ăn chiều. Đây là rau má, bông bí, đọt bí. Rồi Nguyên Thảo làm này là cua chiên bột, lăn bột chiên giòn mà chay nha quý vị, cuốn với lại rau sống. Hoa đã. Dạ. Anh ăn thử coi ngon không? À, để Minh Nhật xin mời tất cả quý vị. Hôm nay Minh Nhật dùng cây Nguyên Thảo làm có ngon không nha? Cái rau sống này cũng là nhà Nguyên Thảo trồng hết quý vị. Okay, xà lách rồi rau thơm, tất cả mà rau là Nguyên Thảo trồng hết. Chỉ có cái này là Nguyên Thảo mua thôi. Cái này là Nguyên Thảo mua bột rồi mua gia vị rồi mua nấm về Nguyên Thảo làm thôi. Nguyên Thảo chiên thôi chứ còn mà mọi thứ là ở nhà làm hết. Ăn thử còn giòn không nha. Xin mời. Giòn thơm ngon đó quý vị. Đâu có trong cái nhân. Ngon lắm đó quý vị.
Nguyên Thảo nó làm nấm ở trong đó, nấm kim châm với lại cái cua giả mà ở Costco nó bán cho mấy người ăn chay đó. Rồi Nguyên Thảo về, Nguyên Thảo trộn với lại bột bột chiên giòn với hai cái trứng rồi chút xíu nước nữa. Nguyên Thảo chiên lên nó giòn lắm, ăn với lại rau sống. Nguyên Thảo thích ăn cái món này. Rồi anh xé ra một miếng thử ra muốn ăn cái nào nữa, thử cái nào ngon. Dạ, à, độc bí độc bí thử cái ngon. Độc bí bông bí, bông bí nhà Nguyên Thảo nhiều quá quý vị ơi, ngày bông... nào Nguyên Thảo cũng phải hái hết trơn á. Bông bí dạ. Mà cái bí bi cá này thì nó ngọt, còn nếu mà bông bí bí rợ đó thì cái nhụy của nó đắng. Mình nhật mời tất cả quý vị nha. Ngon không? Ngọt, ngon, thơm. Quá dạ, nở. Dạ. Cái bí vi cá này á, ăn nó trị trị bệnh tiểu đường quý vị. Ai mà bị đường cao á, ăn cái này á, liên tục á, là đường nó xuống. Như Nguyên Thảo ăn cái này, đường Nguyên Thảo có 4.8, 5.2, 5.5 à. Đường Nguyên Thảo cũng hơi cao đó. Nhưng mà Nguyên Thảo ăn cái đó liên tục á, thì nó xuống nó thấp. Giòn ha. Giòn ngon quá. Cái trái bí non nó giòn lắm quý vị. Giòn ngon, mà nó ngọt, nó ngọt thiệt ngọt. Mình ăn cái này rồi mình không thích ăn trái bầu nữa. Trái bầu dạ, không thể bằng. Các loại bầu bí, loại bí gì cá là ngon nhất đó quý vị. Nó ngọt mà nó dạ, giòn lắm quý vị. Cho nên Nguyên Thảo năm nay Nguyên Thảo trồng nó nhiều, nhiều cây. Cái bông bí cũng ra nhiều lắm, cứ 2-3 ngày là Nguyên Thảo làm một rổ Nguyên Thảo xào. Ăn đâu có hết đâu, ăn bông bí hoài á, Nguyên Thảo phải đem cho hàng xóm, đem cho người thân ăn ăn phụ. Canh rau má. Canh rau má thử. Món nào cũng ngon á. Canh rau má. Ở đây rau má mắc lắm, ở Việt Nam rau má rẻ. Mời quý vị dùng nha. Rau má ở bên Canada này, bên ngoài á, ngoài chợ bán đắt tiền lắm. Một lần á, Nguyên Thảo mua nếu mà nấu một nồi canh nhỏ hai người ăn á, chắc cũng 3 vỉ mới được tô canh bự bự chút xíu. Nấu với nấm là ngon hết sảy. Ngọt hả? Ngọt. Ngọt mà nó có vị đắng đắng của rau má. Đúng rồi. Coi ngoan không quý vị? Nè, ăn xong rồi nằm yên ngủ nè. Rồi em nằm rồi thấy thương không? Nguyên Thảo cột tóc cho em nè. Em sạch sẽ lắm, tắm sạch sẽ hết rồi. Đó, tóc của em đó. Bữa nay em tóc dài, em Eva để tóc dài. Đó, nằm ngủ nè. Thương quá chừng. Nhỏ này nó nhõng nhẽo mà nó không bằng cái thằng anh đó. Cái thằng anh đó là thằng lùn này nè. Rồi nó nhõng nhẽo. Con này nó nằm ngủ chứ thương không quý vị. Nó có nằm nè. Rồi, ngủ với đứa con nít nằm không. Ăn no rồi ngủ đó. Minh Nhật xin mời tất cả quý vị dùng nước dừa nha. Hôm nay được dùng những món ăn của bà xã làm cua lăn bột chiên giòn, cuốn rau sống, đọc bí, xào tỏi, canh rau má, rồi uống nước dừa nữa. Chính gốc là người Việt Nam luôn nha quý vị. Ông già đọc khỏi nữa nè. Ở nước ngoài mà được ăn toàn đồ Việt Nam không mà sướng quá trời. Mà quý vị ơi, ở bên này á, thì lại thèm ăn những cái món của Việt Nam lắm quý vị. Giống như là rau má này kia là Nguyên Thảo thèm lắm. Canh rau má này kia nhiều khi vô mùa đông đâu có đâu mà Nguyên Thảo mua bên ngoài á, mắc lắm. Mua khoảng 3 vỉ á. 3 vỉ á, thì mới nấu được tô canh. 3 vỉ cũng 20 đồng tô canh. Nó mắc cái đâu rẻ đâu. Rồi với lại cái trái đậu rồng nè, đậu rồng mắc nè, rồi thích ăn đậu rồng nè,
Rồi Nguyên Thảo thích ăn trái khế nè. Rồi trái khế nó bán 14 đô một một pound là 450 gram là 14 đô quý vị, mà Nguyên Thảo thích ăn trái đó lắm. À. Rồi thôi gia đình Nguyên Thảo xin chào tất cả quý vị. À, gia đình Nguyên Thảo kính chúc tất cả quý vị một buổi tối an lành hạnh phúc. Hẹn gặp lại quý vị trên những video kế tiếp. Goodbye. Bye.